Dễ đi nha. Nếu như hôm nay phải vội về Thượng Hải thì chắc giờ cũng đang khởi hành rồi. Nhưng mà cũng không thể cứ như thế mà đưa thằng bé đi. Hai người định thế nào đây? Tôi sẽ xuống kia xem Andy thế nào đã. Còn chuyện có đón Tiểu Minh không thì để sau. Tôi để nước ở đây nè, em cứ uống thì uống. Còn nữa, tôi muốn nói chuyện với em một chút về chuyện em trai em. Anh đóng cửa lại đi. Andy à, em nghe lời tôi. Em tìm em trai suốt bao năm qua, nó còn là người thân duy nhất của em, bất ngờ gặp được thì tâm trạng bất ổn cũng là dễ hiểu. Em đừng nghĩ ngợi nhiều gì cả. Trong trường hợp hiện tại của em, tôi khuyên em tạm thời đừng vội đón em trai về. Lúc nãy em cũng thấy rồi đấy, viện trưởng Tú Viện đối xử với em trai em hết lòng. Tình cảm em trai của em dành cho bà ấy cũng rất sâu nặng. Mà ngược lại, em và em trai đã thất lạc nhau rất nhiều năm. Trong mắt thằng bé, hiện giờ em chỉ là người xa lạ. Nếu như cưỡng ép đưa nó đi, thì tôi nghĩ tinh thần của nó có khi còn tệ hại hơn. Tôi tin là so với tôi thì em càng không muốn thấy kết quả đó. Em đừng lo lắng, Đại Sơn cũng không xa lắm, chúng ta có thể thường xuyên về đây thăm nó. Viện trưởng Tú Viện cũng nói rồi, chỉ cần em quen với thằng bé thì nó sẽ không còn sợ em nữa. Đợi đến lúc đó chúng ta mới đón nó về. Như thế thì không có vấn đề gì. Em xem, em cũng đã tìm biết bao năm rồi, chả lẽ lại không đợi thêm được một hai ngày nữa sao? Còn nữa, số tiền 500.000 em định quyên góp cho viện dưỡng lão, tôi khuyên em đừng đưa tất cho viện trưởng. Nếu như đã định đón em trai đi thì hàng tháng đến đưa một lần, như thế tốt hơn nhiều việc đưa cả một cọc một lần. Em có nghe tôi nói không? Con người thì luôn là lòng tham vô đáy. Không thử thách ham muốn của bản thân là cách xử lý vấn đề đúng đắn nhất. Viện trưởng đâu? Ở trên kia. Lúc nãy tôi chỉ nói với bọn họ là em bất ngờ gặp được em trai nên tâm trạng không ổn định, không nói gì khác. Cô đã đỡ chưa? Không sao nữa chứ? Tôi không sao. Cảm ơn viện trưởng. Tôi... Viện trưởng, phiền viện trưởng hãy chăm sóc em trai tôi. Tôi sẽ chưa đưa nó đi đâu. Không đón đi à? Nó ở bên bà cũng tốt. Tôi chỉ cần thấy nó sống tốt là tôi yên tâm rồi. Sau này hàng tháng tôi sẽ đến quyên góp, mong bà mua cho nó đồ ngon ngon và quần áo nữa. Kể từ khi thằng bé đến đây, nó đã ăn với tôi, sống với tôi, nó rất có cảm tình với tôi. Tôi cũng không thể để cho nó. Nhưng dù gì cô cũng chỉ là chị ruột của nó, tôi biết rồi. Viện trưởng yên tâm đi, không phải là tôi không lo cho nó nữa. Tôi ở Thượng Hải, có thể là tranh thủ thời gian rảnh đến thăm nó, để cho nó dần dần quen và nhận ra tôi. Nếu nó nhận ra tôi rồi thì tôi sẽ đón nó đi. Đừng. Còn nữa, đây là tiền ứng trước 3 tháng của tôi. Chút này gửi riêng cho bà. Bởi vì
Chỗ tiền tôi quyên góp cho viện dưỡng lão là khoản khác. Chỉ mong là bà có thể đối xử thằng bé như là con ruột vậy. Tôi sẽ nuôi Tiểu Minh. Cô không đến thì tôi cũng nuôi được. Tôi chưa bao giờ bạc đãi nó. Chỗ tiền này nhiều quá, cô cầm về đi. Chỗ tiền này nhất định. Viện trưởng, chỗ này tôi không lấy đâu. Cầu xin bà hãy nhận lấy đi. Bà đã chăm sóc. Chút tiền này quả thật không thể nào bù lại cho bà được. Không được đâu, cô cầm về đi. Tôi thật tình, viện trưởng. Hãy coi tôi như là cầu xin bà hãy nhận đi mà. Hay là thế này đi, tôi sẽ đem số tiền này gửi vào tài khoản tiết kiệm cho Tiểu Minh. Muốn tiêu bao nhiêu thì đợi khi nào Tiểu Minh cho nó tự quyết định. Cảm ơn bà. Viện trưởng, tôi sẽ viết cho cô một giấy chứng nhận. Viện trưởng, tôi còn một câu cầu xin nữa. Tối hôm nay chúng tôi qua đêm ở đây cùng với em trai có được không? Đương nhiên là được ạ. Cô ở bên nó thì tôi thấy vui lắm. Tôi thấy là cô cứ xa cách nó quá. Tôi còn tưởng là cô ghét bỏ nó nữa. Tôi sẽ chạy xuống nhà bếp nấu cơm cho mọi người. Các cậu cũng ở lại cả có phải không? Trong viện có mấy phòng trống. Để tôi đi dọn dẹp cho mấy cô cậu nha. Đi thôi. Cầm giấy đi này. Này, canh của cô. Viện trưởng nói đúng. Em trai của em ngoan thật đấy. Đấy là đứa trẻ bình thường còn chẳng ngoan bằng cậu ấy. Đừng nhìn nó. Những đứa trẻ bị bỏ rơi tâm lý đề phòng rất cao, đặc biệt là vô cùng nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Anh đừng có nhìn nó như thế, chỉ làm cho nó bất an thôi. Đừng nhìn nữa, để yên cho nó ăn đi. Trước giờ chưa từng có ai hiểu và thương Andy giống như người đàn ông này. Tất cả những gì Tiểu Minh sợ hãi, Andy cũng từng trải qua và chịu đựng. Thế nên dù kỳ điểm và Andy họ có hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt, không giống nhau, nhưng anh lại hiểu tâm tư tình cảm của Andy hơn ai hết. Chỗ đó điền số 9. Ông ơi, cho hỏi, chỗ này trước kia là viện phúc lợi phải không ạ? Phải rồi. Cô gái, cô hỏi chuyện này để làm gì? À, không có gì ạ. Cảm ơn. Không có gì.
0931415926 3558793 2384 6264 3383 2795 5238 4197 1693 4592 3078 1640 6286 Liệu cô ấy đã một mình đi ra ngoài rồi không? Cô ấy đâu có quen với chỗ này. Tôi xin lỗi, ý của tôi là cô ấy có thể đi đâu được. Cái huyện của chúng tôi bé tí tẹo, không lạc đường hay xảy ra chuyện gì được đâu. Cậu yên tâm đi, không chừng lát nữa là cô ấy lại về mà. Cậu xem. Đi đâu vậy? Cả đêm qua không ngủ. Sáng nay em dậy đi men theo đường hầm, tìm thấy diện phúc lợi ngày trước em từng ở. Chỉ có điều nó không còn được như ngày đó nữa rồi. Ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Chỗ của chúng tôi, cái khác thì không nói, chứ riêng không khí thì vô cùng trong lành. Ăn sáng đi. Tôi biết. Nó có suy nghĩ riêng của mình. Bà đối xử với Tiểu Minh tốt như vậy. Thật ra để nó ở lại đây là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Bà yên tâm, Tiểu Minh là người thân duy nhất của tôi sẽ thường xuyên tới thăm nó. Được ạ. Tôi có thể giữ quyển tranh này được không? Trước nay Tiểu Minh chưa bao giờ rời tay quyển tranh này. Tôi sợ là nó không tìm thấy quyển tranh, nó sẽ lo lắng. Không sao, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà. Viện trưởng à, vậy Tiểu Minh nhờ vào bà. Yên tâm, chị của Tiểu Minh, cô cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Cô là người thân duy nhất của Tiểu Minh, cũng là vì thằng bé, cô phải sống tốt đấy. Tôi sẽ vậy. Cảm ơn viện trưởng. Lão Nghiêm. Xong rồi. Đại ân không thể dùng lời cảm tạ. Lần này cũng may có anh, tôi mới có thể tìm thấy em trai của mình. Mấy ngày này thật sự đã làm phiền anh rồi. Được rồi, không nói nữa, đều là bạn của lão Đàm. Còn chuyện này nữa, Thượng Hải cũng cách đây khá xa. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi có thể tới ngay đây. Anh cách đây tương đối gần, có thể tương lai còn làm phiền tới anh. Yên tâm đi, tôi đã hứa với lão Đàm là sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Minh. Nhưng tôi thấy tình hình của cậu bé cũng không tồi, tâm trạng tương đối ổn định. Dù sao thì tôi cũng sẽ định kỳ tới thăm cậu ấy. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cô ngay nhé. Vậy tôi đi nhé. Anh đi đường cẩn thận. Em chỉ nghĩ có em căng thẳng sao? Tôi
Tôi xuống xe hít thở không khí. Kỳ điểm, đừng quay đầu, tôi có lời muốn nói với anh. Không phải anh vẫn luôn chờ câu trả lời của tôi sao? Andy, giờ tôi sẽ nói câu trả lời. Em đừng nói, tuyệt đối đừng. Không, chúng ta không thể ở bên nhau. Tôi mới tìm được em trai của mình. Em trai lại bị như thế. Tôi giống dĩ không có tinh thần, không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề kia. Andy, em nói như vậy là không công bằng. Em rõ ràng là thích tôi. Em không thể vì em trai của mình, không thể vì em sợ hãi mà cho tôi một câu trả lời như vậy. Như thế với anh mới là công bằng. Làm thế nào Andy? Tôi rõ ràng là rất tức giận, rất buồn bực. Nhưng tôi chỉ cần nhìn vào mắt của em thì tất cả mọi chuyện đều không nỡ làm. Không nỡ mắng em, không nỡ trách em, không nỡ nhìn thấy em dù chỉ có một chút khó xử. Tôi tận mắt chứng kiến quá khứ của em, còn cả câu chuyện của em. Có muốn nghe thử chuyện tôi không? Tôi tay trắng lập nghiệp. Từ lúc sinh ra cho đến khi có được số tiền như bây giờ, tôi cũng đã phải mất 30 năm. May mà người sinh ra tiền khó, nhưng mà tiền sinh ra tiền ngược lại rất dễ. Tôi dám đánh cược, dám làm. Dẫn khí cũng không tồi, qua mấy năm cũng tích góp được không ít cho bản thân. Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng mình là người bản lĩnh nhất trên thế giới này. Sau này anh gặp phải những khó khăn về tài chính, đúng vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ nhiều đến mức tóc đều bạc trắng. Tôi đã phải bồi thường toàn bộ gia sản của mình, thậm chí suýt nữa khiến cả bản thân mình cũng bị tổn hại. Từ đó về sau tôi liền biết được hai chuyện. Thứ nhất là đời người ngắn ngủi và chứa đầy những biến số. Chỉ cần gặp được thứ mà mình thích thì phải nắm thật chặt, tuyệt đối không được buông tay. Thứ hai, bất luận gặp phải khó khăn như thế nào cũng phải nhất định tiến về phía trước. Tôi nói với em những lời này chỉ muốn nói với em rằng cuộc đời của mỗi người đều có những lúc không như ý. Em không cần lúc nào cũng tự trách bản thân, càng không cần phải tốn công để tôi ra xa. Tôi sẽ chỉ đứng ở đây là vì tôi thích em, là vì em không cần tự trách, cũng không cần phải suy nghĩ xem lòng tôi nghĩ gì với tất cả sự sợ hãi quen. Tôi càng không thể để mất em. Andy, phải như thế nào em mới có thể nhìn ra tâm ý của tôi? Hay là tất cả những nỗ lực của tôi đã làm cho đến bây giờ trong mắt của em chỉ là một chuyện nhỏ nhoi? Không, không phải lý do đó. Tôi thừa nhận, tôi quả thật là có thiện cảm với anh. Nhưng từ nhỏ tôi vốn đã không giống với những người khác. Tôi không biết làm thế nào để yêu một người. Tôi cũng không biết làm thế nào để tiếp nhận tình yêu của người khác. Cuộc sống một mình cũng quen rồi, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, tôi thật sự không biết nên chấp nhận như thế nào. Còn em trai tôi, tôi vốn cho rằng tìm được nó sẽ đưa nó về nhà, có thể là cho nó một cuộc sống tốt nhất. Nhưng giờ anh cũng thấy rồi đó, vấn đề này vốn dĩ là trong chốc lát không thể giải quyết được. Không vấn đề, em trai của em không phải quá lo. Yêu đương cũng không phức tạp như em nghĩ. Nói thật là so với việc xử lý những dự án tính toán của em dễ hơn rất là nhiều. Những người bình thường khác đều có thể làm được việc này. IQ của tôi với em cao như vậy còn có thể không làm được sao? Vì thế Andy à, sau này đừng sợ hãi.
Đừng vì sợ hãi mà từ chối tôi. Cho tôi một cơ hội để tôi giữ chặt em lại, đưa em cùng đi tiếp. Chúng ta cùng nhau đi tìm đáp án, được không?